Hân chào tất cả anh chị. Đây là lô đỏ lửa đế Mỹ bên mình nha. Tông cao từ miệng chậu đi lên là 1m đến 1m3. Đỏ lửa là một trong cái dòng mà hiện tại được coi là giống mới và bán chạy, rất là chạy. Cái màu hoa là được cấu tạo bởi là ba cánh hoa chớp nhọn, màu đỏ tươi, hoàn toàn là không có phải là màu đỏ hồng nha. Đây là đỏ tươi. Những cây nào mà đang có nụ thì mình sẽ xuất hàng trước cho tất cả những người khách của mình. Ở đây mình sẽ đánh số heo chậu từ số 1 cho tới số 50. Mình thích chậu nào mình lấy chậu đó thôi. Tại vườn thì sẽ trồng vào trong cái chậu dẻo như thế này để dễ đóng kiện cho anh chị. Nhưng khi mà mình nhận được hàng á thì về mình sẽ sang vào một cái chậu lớn hơn, lục chét hoặc là chậu tròn, nó sẽ đẹp hơn cho cây. Tất cả những cây đỏ lửa bên mình á hiện tại là đang có mặt nụ khoảng tầm 7 ngày đến 10 ngày nữa thì nó sẽ bắt đầu là ra hoa nhiều hơn. Đây cũng được coi là một dòng xuyên bông nữa. Đây, vườn đỏ lửa bên mình. Khi mà đã làm một số lượng thì bên mình sẽ làm số lượng nhiều. 300 cho tới 500 để xuất cho anh chị. Tất cả những đơn vị sỉ thì mình sẽ nhận đơn từ 30 cho tới là 50 chậu. Còn đối với anh chị mà mua về chơi lẻ một chậu hai chậu thì bên mình sẽ đóng kiện cho anh chị nhé. Chậu nào cũng vậy, mình sẽ chọn những chậu mà đang dày tàn, đang có mặt nụ, để tầm khoảng một tuần nữa thì hoa ra nhiều hơn, anh chị sẽ dễ bán hơn. Okay.